Đây là hoàng cung ở Thái Lan. Bên trong là có mấy cái tháp, có mấy cái chùa. Nó trang trí rất là kiến trúc, rất là đẹp, rất là hoàn trang. Đây là đền thờ Phật Ngọc bên trong của hoàng cung Thái Lan. OK, đây là hoàng cung của Thái Lan. Đây là đền thờ Phật Ngọc và mấy cái tháp. Người Thái Lan họ rất là chịu khó trang điểm chùa, đền thờ của họ rất là đẹp. Đây vẫn còn là khu hoàng cung của Thái Lan. Đây vẫn là thuộc về một phần của hoàng cung Thái Lan. Đền đài cung điện gì đây không biết tên, nhưng mà nó nhiều quá. Đây có lá cờ vàng, và cái lá cờ vàng treo lên là ông vua hiện đang ở trong cái cung điện đó. Rồi chỗ đó thì cấm cho người dân được vào. Một người gặp một người tính ra bằng chủ của Việt Nam thì ăn một bữa
anh trên cái du thuyền năm sao đó nhé. Đương nhiên thì đó là còn có những chương trình là có ăn ở trên đó, có những chương trình du thuyền là không có, mà du khách muốn đặt là phải đặt từ ngày đầu để cái ngày cuối mình mới đi được mới có. Cái phần là ngày cuối hướng em đi lúc đó là không có. Tiền thì theo em đưa ra mình đổi tiếp nhé. Ai muốn đi biển Trung ở trong cái này cái đặt trung tâm mà.